Rồi, chào các bạn, mình đang đi xài thử mạng 5G của Mobifone. Thì Mobifone hôm nay họ đã thử nghiệm cái 5G của họ và họ sẽ chuẩn bị trang bị cái 5G hết ở cái quận 1 này. Thì hôm nay mình tới đây để mình thử xem là 5G của Mobifone thực hiện được cái gì cho cuộc sống của chúng ta. Mình sẽ thử một số cái các bạn thường xuyên thấy. Thứ nhất là mình speed test thì rất là bình thường rồi. Mình thấy là Mobifone có để một cái quầy cho người ta có thể trải nghiệm cái Flight Simulator, là cái game mà tải nội dung real time. Thì cái game nó tới 90GB và nó cần phải có một cái mạng rất là nhanh như 5G để có thể tải về và chơi trực tiếp được. Và họ để một cái cục hotspot dùng cái sim 5G ở đó, và cục hotspot đó nó phát wifi, rồi cái máy chơi game sẽ lấy cái data từ wifi đó để xài. Thì đó là một cái tương lai rất là hay. Hoặc là mình cũng thử vào cái hotspot đó để mình làm những việc mình hay làm, như là mình tải phim và mình up phim lên trên YouTube của mình, hay là mình xử lý những cái nội dung ở trên mây như là Lightroom, hay là mình làm việc như bình thường đó. Thì mình thấy đó là một cái tương lai rất là tuyệt vời, bởi vì là mình ví dụ up một cái video mấy phút, nó chỉ tốn vòng mấy phút thôi. Như vậy là mai mốt mình có thể không cần phải dùng một cái mạng có dây kéo tới nhà mình nữa. Còn trong tương lai chúng ta có thể đăng ký cái sim 5G của Mobifone hay của những đơn vị cung cấp nhà mạng khác, và chúng ta dùng cái hotspot 5G đó chúng ta để ở nhà. Như vậy là rất là thoải mái, chỉ cần mua cái cục đó về bỏ vô là xài, không cần kéo dây phức tạp như hiện tại chúng ta đang xài nữa. Thì đó là một ứng dụng rất là thực tế. Còn cái chuyện mà ở trên điện thoại thì anh em thấy rằng là cái nhu cầu coi cái nội dung trên điện thoại, cái nhu cầu upload nội dung của chúng ta lên trên cloud, hay cái nhu cầu tải những cái nội dung về, thì cái đó nó khá là bình thường rồi. Một cái nữa mà Mobifone họ trình diễn đó là họ để một cái TV 8K và họ cho xem những cái nội dung 8K ở trên một cái dịch vụ stream video clip TV. Như vậy là hiện tại anh em chủ yếu là quay 4K, rồi có những anh em mạng yếu hơn hoặc là máy yếu hơn thì quay Full HD. Trong tương lai anh em có thể nâng cấp nội dung của em lên 8K hoặc là 4K 60 frame gì đó một cách thoải mái. Rồi mình cũng thử xem Netflix hay là YouTube 4K và mình kéo cái nội dung của nó, thì anh em có thể thấy được rằng là những cái lần mình kéo qua như vậy nó load ngay tức thì, và chúng ta có cái nội dung ngay tức thì, chúng ta không cần phải đợi. Hiện tại nếu mà anh em coi 4K 60 frame, 4K 30 frame, hoặc là Netflix anh em coi 4K anh em kéo qua, thì đôi lúc chúng ta phải đợi chút xíu để chúng ta có được nội dung nó tải về. Còn đối với lại cái mạng 5G hiện tại mà Mobifone mình đang thử thì gần như nó đáp ứng được ngay cái nhu cầu kéo cái kéo của chúng ta. Thì mình thấy đó là một trong những cái ứng dụng mà thực tế nhất, rõ ràng nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được. Còn về cái speed test này, mình nói thêm thì cái tốc độ mà nhanh nhất mình speed test đối với lại cái mạng 5G, cái số mà cao nhất mình thấy ở đây là 1488 megabit, còn số mình thử thì nó thường thường khoảng chừng 1300-1200 mấy chục. Thì rõ ràng là cái tốc độ đó là rất là tuyệt vời rồi. Hy vọng là trong tương lai thực tế chúng ta chỉ cần đạt được cái tốc độ một nửa thôi thì mình thấy là cũng đã lắm rồi. Do đó là cái thử nghiệm của Mobifone như vậy là rất là ngon. Mình có thử dùng cái iPad của mình kết nối vô cái hotspot hay là cái điện thoại 5G, thì bởi vì cái giới hạn của wifi của một cái máy của mình, iPad của mình là 2018 á, nó không phải là wifi 6, do đó là nó chỉ đạt được khoảng chừng 500 thôi. Thì anh em thấy rằng là cái tốc độ mạng 5G bây giờ nó nhanh hơn cả cái wifi của anh em nữa. Đó, do đó là chúng ta sẽ không cần lo lắng trong tương lai về cái tốc độ. Và anh em cũng cần phải nâng cấp cái điện thoại, cái máy tính, cái wifi nhà anh em lên 6 chấm wifi 6 để anh em có thể xài được cái mạng 5G tốc độ cao trong tương lai. Rồi, xin cảm ơn. Và một chút thông tin về gói cước siêu khuyến mãi Trùm Data. Đây là sự kết hợp giữa nhà mạng Mobifone truyền hình FPT Play và ứng dụng chat Viber. Và gói cước này sẽ cho người dùng có thể trải nghiệm tốc độ 4G dữ liệu cao mà không sợ phát sinh bất kỳ chi phí nào. Và Trùm Data thì có mã là FV và sẽ có hai sự lựa chọn cho người dùng, một là FV99 và một là FV119. Với FV99 thì mọi người sẽ có 1GB data tốc độ cao miễn phí mỗi ngày, cùng với đó là một tài khoản VIP FPT Play có thể xem cùng lúc trên 5 thiết bị khác nhau và 100 kênh truyền hình cũng như là dữ liệu miễn phí. Ngoài ra thì sẽ có 3GB để có thể chat thả ga trên Viber. Trong đó thì gói cước FV119 sẽ cho mọi người 2GB data tốc độ cao mỗi ngày. Ngoài ra thì sẽ có thêm 500 phút gọi nội mạng và 30 phút gọi ngoại mạng. Kèm với đó là những ưu đãi của gói FV99. Gói cước này sẽ áp dụng cho thuê bao hòa mạng sau ngày 1 tháng 8 năm 2020. Và thuê bao này phải là thuê bao 2 chiều và có cước phí phát sinh 3 tháng gần nhất dưới 99.000 đồng. Và khách hàng thì có thể đăng ký theo cú pháp là DKFV99 gửi 999, cước phí sẽ là 99.000 đồng một tháng, hoặc là DKFV119 gửi 999 và cước phí sẽ là 119.000 đồng một tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.